đâu tưởng được. Thế là kinh. Đúng mình nhầm câu. Chị bao nhiêu câu? Ông Nam được 45, bọn anh thi 45 nhưng mà anh thi xe khách 45 câu. Em thi có 45. Ông Nam được 45 điểm, thằng bên cạnh được 45 điểm. Ông Nam hôm đấy cáu nhảy chứ. Cái gói câu đấy, ông ấy cứ bảo là, ông cứ gạch vào cái phương án sai, mình bảo là anh gạch vào cái này đúng. Không anh cái này sai, cáu quá bảo anh cứ gạch cái này sai em chịu. Thế mà cuối cùng ông gạch vào đúng theo ý mình thì đúng, mình gạch của mình là sai. Ông cứ không cái này, anh nhớ nó là như thế. Chia sẻ là chim em anh ơi. Chia sẻ luôn đi. Có nhớ nhất gì hết. Đã là học vẹt rồi, đã học ấy rồi. Đã học vẹt rồi thì cứ thế mà ấy, không có nhớ. Nhớ nhớ quên quên. Này em ơi, em coi đi ăn cơm, nó lấy thuốc. Đã bảo là điên. Ôi dồi ôi. Không, xuống đây. Đây, lên đấy. Cái thằng tai nạn đấy. À, tai nạn đúng, thằng người kéo xe đấy. Kéo xe. Em nghe chưa? Vâng. Nó khoảng độ tầm 355 anh ạ. Được. Đại khái là anh phải có tầm 2 lít. Vâng, ngân hàng nó cho vay 200 thì anh cũng phải bỏ ra gần 200. Đâu, bỏ ra 150. Tầm 150 mới lại tiền sang tên nữa. Alo, alo, xin chào toàn thể cô chú anh chị em đã trở lại với cả Hà Kỳ Fanpage Sới Đẹp 8 cũng như là Trọng Sới Đẹp. Hôm nay là một ngày cuối tuần rồi. Buổi sáng giờ thì mới bán được một con thôi. Một chiếc xe tầm tiền dưới 200 triệu. À xin lỗi các bác, là tầm tiền dưới 100 triệu. Đó là một cái mẫu xe K2700 đời 2004. Bán với cái mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ dưới 100 triệu. Hôm nay thì cũng lâu rồi, cũng lâu. Hai hôm nay chưa bận quá, chưa có live stream được. Thì hôm nay lại tiếp tục là một chương trình live stream ngày hôm nay. Dòng Kia cũng như Olin. Cô chú chị em đang quan tâm về những cái mẫu xe tải nào thì có thể là bình luận ở đây nhá. Em sẽ tư vấn nó kỹ càng và chi tiết cho từng mẫu xe và những cái mức giá ưu đãi nhất. Đấy. Bây giờ chúng đợi một lúc nữa thì để các bác vào thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái chương trình live stream trực tiếp ngày hôm nay. Đây, thời điểm này đang còn rất là nhiều xe này. Đấy, vừa rồi bán một loạt đã rộng hơn bãi đã rộng hơn rất là nhiều rồi. Những cái mẫu xe dòng xe Kia, những cái mẫu xe dòng xe Olin. Thùng lửng thì chỉ còn đây, thùng lửng thì vẫn còn đây, vẫn còn khoảng tầm 3 con, 4 chiếc thùng lửng nhá. 4 đến 5 chiếc thùng lửng vẫn còn. Trước mặt cô chú anh chị em là một cái mẫu xe Kia K125 đời 2014. Cái mẫu này thì tải là 1 tấn 25 đủ nhá, tải là 1 tấn 25 đủ. Và hiện tại đối với cái mẫu xe K125 đời 2014 này em đang báo giá với cái mức giá là 230 nhá. Em báo giá với mức giá là 230 triệu, thùng dài lọt lòng là 3m25, tải 1.25 đủ. Đấy. Đấy ra còn rất nhiều này. Kế bên thì cũng là một cái mẫu xe cầm Kia K2700. Đây cũng là một cái mẫu xe thùng lửng nữa. Đối với cái mẫu xe dòng xe thùng lửng thì tải nó sẽ được giữ nguyên. Ví dụ như K3000 tải 1.4 thì nó sẽ được giữ nguyên là 1.4 nhá. Nó không bị hạ tải xuống. Khi mà nó đóng thành thùng bạc thì nó mới bị hạ tải. Thì đây cũng là một cái mẫu xe K2700 đời 2012 với tải trọng là 1 tấn 25 đủ nhá. Thùng dài lọt lòng là 3m15. Đấy, thùng dài lọt lòng là 3m15 với tải trọng là 1 tấn 25 đủ. Đầy đủ điều hòa. À đầy đủ nó sàn thì đã lót rồi nhá, sàn đã lót rồi. Đấy, xe thì cam kết cho chị em chất lượng luôn. Sơn đã có bắn tiểu qua. Cam kết xe không đâm va gì cả, đăng kiểm tới tháng 10 nhá. Đăng kiểm vào tháng 10 năm 2023 nhé. Và hiện tại thì đối với cái mẫu xe K2700 đời 2012 này, em đang chia sẻ công khai với cái mức giá là 190 triệu nhé. Em đang chia sẻ công khai với cái mức giá là 190 triệu đồng nhé. Cô chú chị em đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể bình luận ở đây. Em sẽ tư vấn nó kỹ càng hơn cho từng mẫu xe. Hôm nay là ngày cuối tuần nên sẽ là có những cái chương trình rất là nhiều những chương trình ưu đãi cho cô chú chị em. K2700 đời 2012 thùng lửng. Hiện tại đang chia sẻ với cái mức giá là 190 triệu đồng nhé. 190 triệu đồng. Đó. Ok.
tiếp tới chúng ta sẽ đến với cả những cái mẫu xe, một số cái mẫu xe dòng xe Kia mới về nữa. Trong khoảng tầm tiền dưới 200 triệu thì chúng ta có sự lựa chọn như thế nào? Dưới 200 triệu đối với những cái mẫu xe dòng xe K2700 này, đối với những cái mẫu xe dòng xe Kia K3000 nhá, thì chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn như sau. Trước tiên đây là một cái mẫu xe mới về đây. Đây là một cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2009 nhá. Buổi sáng hôm nay thì em vừa bán một cái mẫu xe K2700 đời 2004 về với cả những cái vị khách tới từ Lạng Sơn rồi, với cái mức giá dưới 100 triệu nhá. Đấy, với mức giá mà dưới 100 triệu thôi. Đấy, hôm nay sẽ lên cho cô chú chị em những cái mẫu xe tầm tiền quanh khoảng tầm 150. Thì đây, Kia K2700. Em chào anh Xế Thành Công, Hyundai giá sao? Không biết anh đang muốn tìm cái mẫu Hyundai HD65 hay là Hyundai mới tấn. Hiện tại nếu mà nói về Hyundai thì em chỉ còn một cái mẫu xe, đó là mẫu xe Hyundai HD65 tải là 2,5 tấn đã 2014 thôi. Còn những cái mẫu xe Hyundai 1 tấn hiện tại đã không có mẫu nào. Ở đây trước mắt của chúng anh chị em đây là một cái mẫu xe Kia K2700 đời 2009 nhá. Đây là một mẫu đời 2009 với tải trọng của nó là 1,25 tấn hạ tải xuống còn 1 tấn. Biển Bắc Giang, đầy đủ điều hòa, lót sàn, xe cam kết và chất lượng là cam kết không đụng va chạm gì cả nhé. Cam kết là không đụng va chạm gì cả. Đăng kiểm của mẫu xe tải này hiện tại còn tới tháng 10 năm 2023. Đây, đăng kiểm còn tới tháng 10 năm 2023 nhé. Đấy. Các bác mà đang muốn kiếm một chiếc xe khởi nghiệp thì có thể cân đối về mẫu xe này. Hiện tại đối với cái mẫu xe K2700 đời 2009 này thì em đang báo giá với cái mức giá là 160 triệu nhé. 160 triệu đồng cho mẫu xe này. Cô chú chị em mà lên trực tiếp trong xe, tất nhiên là sẽ được thêm những cái mức giá ưu đãi hơn nữa nhé. Tất nhiên là sẽ có được thêm cái mức giá ưu đãi hơn nữa. K2700 đời 2009 biển số 98C. Bây giờ em sẽ bình luận luôn cái mức giá ở đây để cho cô chú chị em theo dõi là chim có thể là tham khảo nhé. K2700 đời 2009 biển 98. Em đang báo với cái mức giá là 160 triệu nhé. 160 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy. Cô chú chị em mà đang quan tâm thì có thể kết nối với em sẽ tư vấn và review chi tiết hơn cho từng mẫu xe nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với cả phần nội thất của chiếc xe này. Với nội thất là ghế bọc da trần nguyên bản nhé. Ghế vẫn đầu, ghế bọc da trần nguyên bản. Và toàn bộ phần ghế rất là đẹp này. Đây, toàn bộ phần ghế da còn rất là đẹp. Đấy, chiếc xe này thì đã được trang bị đầy đủ điều hòa rồi. Đó, trang bị đầy đủ điều hòa rồi. Với cái khả năng cõng quá tải khoảng tầm 2 tấn quay đầu. Các bác mà đang kiếm một cái mẫu xe chở hàng khoảng tầm 2 tấn quay đầu nhá, đi êm ái nhẹ nhàng, nhờ hệ thống treo bánh trước bằng thụt nhún thì hãy cân đối về mẫu xe này. Đó. Với mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này trên 100 cây chỉ rơi khoảng tầm 7 đến 8 lít dầu nhá, 7 đến 8 lít dầu trên 100 cây thôi. K2700 đời 2009, một mẫu xe khởi nghiệp cho cô chú chị em. Hiện tại cái mẫu xe này em đang chia sẻ và báo giá với cái mức giá là 160 triệu nhá. 160 triệu đồng cho mẫu xe này. Các anh chị em mà đang quan tâm thì hãy kết nối với em để có thể sở hữu xe với cái mức giá tốt hơn nữa các bác nhá. Với cái mức giá tốt hơn nữa. Đó. Tiếp tới cùng với những cái mẫu xe trong quanh quẩn tầm giá từ 100 cho tới 150 thì 160 thì chúng ta có thể cân đối thêm về một số cái mẫu xe như sau. Ở đây là một chúng ta xung đến với cả một cái mẫu xe biển số 88K2723. Đây cũng là một cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2009 mới về nhá. Đây cũng là một cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2009 mới về đây. Và đang được chia sẻ cùng cái mức giá là 160 triệu đồng nhá. Cùng đang được em chia sẻ với cái mức giá là 160 triệu đồng cho mẫu xe này. Em chào anh nhá. Chúc đó là có trả góp không anh? Hiện tại thì chỉ với một số cái mẫu xe đời cao thì em mới hỗ trợ trả góp được thôi. Bây giờ anh đang muốn tìm xe mới tấn thì em có thể bình luận, em có thể tư vấn cho. Còn thừa những cái mẫu xe dòng xe nhỏ nhỏ như thế này thì là em lại không hỗ trợ trả góp được nhé. Hỗ trợ trả góp được. Đấy. Anh em mà đang cần xe gấp mà thiếu kinh tế có thể em có thể là hỗ trợ cho trả chậm trong vòng khoảng tầm 2 tuần cho đến 1 tháng không tính lãi nhá. Nếu anh em mà đang trong tình trạng mà đang thiếu một chút thì em thể hỗ trợ được nhá. 88K2723, đây là một cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 đã 2009
và mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 160 triệu đồng nhé. 160 triệu đồng cho mẫu xe Kia K2700 đời 2009 này. Đây là 2009 nhá. Em này thì thông tin ban đầu đây là một cái mẫu xe màu xanh dương. Xe thì được sơn đã có bắn tỉa qua, đầy đủ điều hòa, lót sàn, bạt mới nhá, bạt mới và hình ảnh chi tiết của mẫu xe này thì em đã có rồi. Nếu anh chị em mà đang quan tâm thì có thể bình luận với em ở đây nhá. Đăng kiểm thì còn tới tháng 9 năm 2023 và tất cả những cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2009 hiện tại đang là đăng kiểm là 6 tháng một lần và từ đời 2015 đổ về trước đấy đều là 6 tháng hết các anh nhé. Đấy, đều là 6 tháng hết. Em sẽ bình luận cái mức giá ở đây luôn nhá. K2700 đời 2009 biển 88 đang chia sẻ với cái mức giá là 160 triệu đồng. Cô chú anh chị em đang theo dõi cái livestream này hoặc là muốn đăng đã xem qua, muốn xem lại thì có thể là vào trực tiếp cái fanpage của em qua hai kênh fanpage, thứ nhất là Trọng Xế Đẹp, thứ hai là Xế Đẹp 88. Ngoài ra thì kênh YouTube Xế Đẹp 88 cũng sẽ được phát lại cái video livestream này các bác nhá. 88K2723, đây là một cái mẫu xe K2700 đời 2009 và hiện tại em đang chia sẻ cái mẫu xe đời 2009 này với cái mức giá là 160 triệu đồng các bác nhá. 160 triệu đồng và em đang sử dụng các số hotline là 0975 180 777 và 0981 188 765 nhé. Đây, vào trước phần nội thất của chiếc xe này thì xe thì có thể cam kết cho cô chú chị em là cam kết xe không đụng va chạm gì cả nhé. Mỗi nội thất là ghế bọc da nhé, ghế bọc da trần nguyên bản. Cái mức giá 160 triệu đồng khi cô chú anh chị em trực tiếp lên xem xe chắc chắn sẽ được thêm những cái mức giá tốt hơn nữa nhé, sẽ còn cái mức giá ưu đãi hơn nữa đối với tất cả những mẫu xe Kia Odin hiện đang có tại salon của bên em nhé. Đó, K2700 đời 2009 biển số 88K2723 với cái mức giá là 160 triệu đồng cho mẫu xe này các bác nhá. 160 triệu đồng cho mẫu xe này, cô chú anh chị em mà quan tâm thì kết nối với em ngay. Đó. Tiếp tới sẽ là một cái mẫu xe đời 2011 ngay kế bên luôn. Đây là một cái mẫu xe biển số 21C04187. K2700 đời 2011 nhé. Đây là một mẫu xe K2700 đời 2011, đời tương đối là cao. Nói đời cao là bởi vì đối với dòng xe K2700 thì nó có tới đời 2014 là hết rồi. Đấy, đời 11 không phải là quá thấp nhé. Đăng kiểm còn tới tháng 8 năm 2023. Hiện tại thì đối với cái mẫu xe biển số 21C04187 này em đang báo giá và chia sẻ với cái mức giá là 180 triệu nhé. 180 triệu đồng cho mẫu xe này và mức giá vẫn còn bớt nhé. Mức giá vẫn còn bớt, mức giá vẫn còn thương lượng. Đấy, K2700 và 2011. Hiện tại thì em đang có, đối với dòng xe K2700 nhá, thì em đang còn rất là nhiều những cái mẫu xe từ đời 2004, đời 2008, 2009, 2010, 11 và 12, thậm chí là những cái mẫu xe đời 2013. Cao hơn một chút thì có những cái mẫu xe dòng xe Kia K125 đời 2015, 16 và những cái mẫu xe dòng xe Kia K190. Và chúng ta sẽ cùng ngó qua về nội thất của chiếc xe này. 21C04187 Kia K2700 đời 2011 với cái mức giá là 180 triệu đồng. Mức giá anh em thiện chí lên xem xe có bớt nhá, thiện chí lên xem xe có bớt luôn. Đó, Kia K2700 đời 2011 với tải trọng là 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn nhá, 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn. Đấy, dòng xe thùng bạt, đầy đủ điều hòa, lót sàn, xe đảm bảo chất lượng cho cô chú anh chị em nhé. 180 triệu đồng cho mẫu xe này, mức giá vẫn còn ưu đãi. Em sẽ bình luận luôn cái mức giá đây, đó chính là K2700 2011 biển 21 với cái mức giá là 180 triệu đồng trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 nhé. Hôm nay là một ngày 14 tháng 5 năm 2023. Anh Hoàng ơi, chia sẻ livestream cho em đi. Chia sẻ livestream nhớ. Xong thấy nhỉ?
Đó, nha. Ok. K2700 đã 11 với cái mức giá 180 triệu đồng các bác nhá. 180 triệu đồng cho mẫu xe này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một số những mẫu xe trong tầm giá thời điểm này. K3000 giá cực kỳ hợp lý luôn. K3000 đã 2009 với cái mức giá là 175 triệu nhá. 175 triệu đồng cho mẫu xe này. 29C45964. Giá cực kỳ sát, giá cực kỳ hợp lý rồi nhá, giá cực kỳ hợp lý rồi. Anh em mà lên xem xe thì sẽ nộp lá thêm một tí thôi nhá. Bây giờ thời điểm này là thể để điểm để những cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho cô chú anh chị em. Em sẽ nhắn tin ở đây mức giá cho mẫu xe dòng xe K3000 đã 2009 biển 29. Em đang sẽ báo với để cái mức giá là 175 triệu đồng cho mẫu xe này nhá. Nhanh tay nhá, đây là những cái mức giá rất là ưu đãi. Nhanh tay kết nối với em để có thể sở hữu được những cái mẫu xe chất lượng với những cái mức giá ưu đãi nhất. 29C45964, đây là một mẫu xe K3000 đã 2009. Hiện tại như một số cái mẫu xe đã 2009 này em đang để những cái mức giá rất là ưu đãi. Với cái những cái mức giá cực kỳ tốt nhá. Và để cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay với cái mức giá là 175 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đã 2009. Anh chị em mà đang quan tâm về những cái mẫu xe K3000 đã 2009, lẻ 10, 11, 12, 13 và 14 thì có thể kết nối em. Em chào anh Huy Hùng nhá. Đời cao hơn đi anh. Không biết anh Huy Hùng đang cần tìm những cái mẫu xe K2700 hay K3000 hay K140 hay K145, anh có thể bình luận ở đây em sẽ tư vấn nó kỹ càng hơn nhá. Nếu như để nói về K3000 đời cao hơn thì ngay bên cạnh đấy thôi, đó chính là một cái mẫu xe biển số 90C, biển số Hà Nam 06876, Kia K3000 đã 2011. Hiện tại trong ngày chủ nhật cuối tuần này em sẽ để những cái mức giá rất là ưu đãi cho cô chú anh chị em nhé. Với cái mức giá là 205 triệu đồng cho mẫu xe biển số 90C06876 nhé. 205 triệu đồng cho mẫu xe K3000 là 2011 biển 90. Với cái mức giá ưu đãi là 205 triệu đồng trong cái livestream ngày hôm nay nhé. 205 triệu đồng anh chị em mà lên xem xe. Lọc lá thêm một chút nữa, chất lượng xe đảm bảo cho cô chú anh chị em, giấy tờ thủ tục pháp lý cũng đảm bảo luôn cho cô chú anh chị em nhé. Và mẫu xe này cũng là một cái mẫu xe vừa mới về thôi. Đăng kiểm hiện tại của mẫu xe này còn tới tháng 7 năm 2023. Đây, đăng kiểm còn tới tháng 7 năm 2023 đối với mẫu xe Kia K3000 đã 2011 này nhé. K3000 đã 2011, tải trọng là 1,4 tấn, hạ tải với kích thước lò đâm thùng của mẫu xe này là 3,4 m nhé. Với kích thước lò đâm thùng của mẫu xe này là 3,4 m. Đấy, và chúng ta sẽ cùng lướt qua về phần nội thất của chiếc xe K3000 đã 2011 này. Thời tiết hôm nay là một ngày rất là mát mẻ, rất là đẹp cho cô chú chị em đi tham khảo xe, đi tìm xe. Đấy. Với nội thất là ghế bọc da này, trần cũng đã làm trần rồi và bên ghế bên phụ thì cũng đã được chuyển đổi từ ghế đôi chuyển sang một ghế gọi giường nằm cho ngồi thoải mái hơn rồi nhá. Đấy. Kia K3000 đã 2011 đây. Cái ghế này thì chuyển sang đây. Đấy, thêm không gian, mở thêm không gian, ôi giời, mở thêm không gian rộng hơn. Đấy, Kia K3000 đã 2011, cam kết không đụng va chạm gì cả, máy móc cực kỳ chất. Nên xem xe trực tiếp để có thêm những cái mức giá ưu đãi hơn nữa. Với thành thùng của chiếc xe này, thành thùng thì đối với đã 2011, thành thùng tự đóng thôi. Đây, thành thùng tự đóng nhé. Đấy, và chúng ta cùng lướt qua về phần, nó có hai lớp sàn. Một là cái lớp sàn sóng bên dưới đây, đây chính là cái lớp sàn sóng bên dưới đây. Đấy, toàn bộ phần sàn sóng bên dưới này. Nó vuông vắn này, nó không cong võng này. Đấy, toàn bộ sóng bên dưới đây nhá. Đó. Tiếp tới vào phần lót sàn thì đây. Nhìn từ phần bừng nít cũng thấy phần lót sàn này. Đây, nó còn rất là đẹp nhá. Nó còn đều và đẹp. Xe đảm bảo chất lượng cho cô chú anh chị em. Lên xem xe trực tiếp nhá sẽ có được thêm những cái mức giá ưu đãi và đảm bảo cô chú anh chị em lên xem xe nó sẽ không bị thất vọng về chất lượng xe, về pháp lý nhá. Yên tâm khi mua xe bên em. K3000 đã 2011 biển số 90C 06876, tải 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,2 tấn. Đấy, tải được còn khá là nhiều, còn 1,2 tấn nhá. Tải 1,2 tấn. Thường các bạn nhìn nó sẽ có 1,4 tấn hạ tải xuống 1,1 tấn hoặc 1,2 tấn nhá. Đối mẫu xe này chỉ được 1,2 tấn. Và cái mức giá em đang chia sẻ trong cái livestream ngày hôm nay với cái mức giá là 205 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đã 2011. Mức giá trên vẫn còn thương lượng khi
cô chú chị em trực tiếp gọi điện cho em qua các số hotline được ghi trên màn hình, đó chính là 0975 180 777 và 0981 188 765. Em sẽ bình luận luôn cái số điện thoại đây, đó chính là 0975 180 777 và 0981 188 765 nhé. 09 và địa chỉ của em ở, em sẽ bình luận luôn địa chỉ ở đây. Địa chỉ của em là ở thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương. Tỉnh Thái Nguyên. Đó, cô chú chị em đang cần tìm như xe như thế nào thì các bình luận ở đây em sẽ tư vấn online luôn cho cô chú anh chị em nhé. Đó. Ok, tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả một cái mẫu xe trong tầm tiền 175 triệu đồng nữa thì đây. Đây chính là cái mẫu xe em đang muốn nói đến nữa đây. Đây là một cái mẫu xe Kia K3000 đã 2009 nhá. Kia K3000 đã 2009 với cái mức giá trong ngày hôm nay, trong livestream này, với cái mức giá là 175 triệu đồng cho mẫu xe này nhá. 175 triệu đồng cho mẫu xe này. Mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều rồi nhá. Đây mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều rồi. Mức giá cực kỳ tốt rồi, nên nhanh tay kết nối với em để có thể sở hữu được những cái mẫu xe chất lượng này với cái mức giá ưu đãi nhất trong thời điểm này. Cách đây khoảng vài tháng thì mức giá nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí là cách đây một tuần thôi nhá. Đấy, theo thị trường xe thì em sẽ vẫn để những cái mức giá nó hợp lý nhất cho cô chú anh chị em. Đây, đây là một phần nội thất của chiếc xe Kia K3000 đã 2009 nhá. K3000 đã 2009. Em xin chào anh Phan Linh nhá, có 345A 2017 không? Hiện tại Olin 345A em chưa có mẫu nào nhá. Hiện tại 345A em chưa có mẫu nào rồi. Đó. Mẫu nội thất là ghế bọc da trần nguyên bản. Xe thì đảm bảo chất lượng cho cô chú anh chị em. Đăng kiểm tới tháng 8 năm 2023 nhá. Đăng kiểm tới tháng 8 năm 2023. Anh chị em cô chú mà đang theo dõi được cái livestream này thì có thể là cần thêm hình ảnh chi tiết hơn thì có thể là nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, qua hai fanpage. Thứ nhất là Trọng Xế Đẹp, thứ hai là fanpage Facebook là Xế Đẹp 88 chuyên xe tải cũ nhá. Và kênh YouTube của em là kênh YouTube Xế Đẹp 88. Em đang còn rất là nhiều nền tảng để cô chú anh có thể tiếp cận được với em nhá. K3000 đã 2019 với tải trọng là 1,4 tấn hạ tải với mức giá ưu đãi 175 triệu đồng cho mẫu xe này các bác nhá. 175 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đã 2009 này. Cô chú chị em mà quan tâm thì kết nối với em. Anh Ninh Phan ơi, anh có thể cân đối về một cái mẫu xe 45A được không? Hiện tại thùng dài 5m77 thì em đang còn mỗi mẫu này thôi nhá. Em đang còn mỗi mẫu này thôi. Chính là mẫu xe biển số 98C08590 này. Đây là một cái mẫu xe Olin 450A đời 2015. Tải của em này thì là 5 tấn nhá, tải 5 tấn, thùng dài lọt lòng là 5m77 đời 2015. Và hiện tại cái mẫu xe này thì em đang chia sẻ với cái mức giá nhô 300 một tí thôi. 305 triệu đồng cho mẫu xe biển số 98C08590 này. Thời điểm này có mức giá rất là hợp lý, mức giá cực kỳ hợp lý luôn nhá. 305 triệu đồng cho mẫu xe này. Kia, xin lỗi các bác, là mẫu xe Taco Olin 450A, tải 5 tấn nhá. Đây là tải 5 tấn, thùng dài lọt lòng là 5m77, máy cơ. Em chào anh Nguyễn Văn Sự nhá, có con K250 không? Hiện tại K250 thì bên em đang chưa có mẫu nào anh nhá. K250 thì hiện tại đang không có mẫu nào. Em giờ hiện tại chủ đạo chỉ có những cái mẫu xe dòng xe máy cơ đối với cái dòng xe 2 tấn rưỡi. Em sẽ bình luận cái mức giá đấy nhá. Olin 450A 2015 với cái mức giá là 305 triệu đồng nhá. Giá là 305 triệu đồng. Đấy. Hiện tại thì nếu như dòng mà xe máy điện bên em ấy, em chỉ có những cái mẫu đây, một loạt những cái mẫu xe máy điện đây. Từ 2 tấn rưỡi cho tới 3 tấn rưỡi dòng xe máy điện nhá, dòng xe máy điện đây. Đó. Dòng xe máy điện thì đây có những cái mẫu xe như thế nào? Đây. Biển số 22C06349 thì hôm vừa rồi thì bữa sáng nay thôi em vừa chia sẻ và báo giá tổng hợp tất cả những cái mẫu xe dòng xe máy điện từ 2 tấn rưỡi cho tới 3 tấn rưỡi hiện tại đang có mặt tại salon rồi. Đấy, thì đây là một cái mẫu xe máy điện này. Đây là một cái mẫu xe biển số 22C06349, đây là một cái mẫu xe tải 2 tấn rưỡi IZ65 đời 2018 nhá. Thùng nó vẫn dài 4m35 nhá. Thùng vẫn dài là 4m35. Đấy. Em chào anh Dương Bảo nhá, K3000 thùng kín, K3000 thùng kín giờ hiện tại không còn mẫu nào.
Hiện tại thì thùng kín thì em chỉ có những cái mẫu xe thứ nhất là đó là những cái mẫu xe dòng xe Kia K125 này, mẫu xe dòng xe K190 và những cái mẫu xe dòng xe Kia K165. Nếu mà anh đang tầm tiền gần 300 triệu, quanh quẩn tầm 300 triệu thì có thể cân đối cái mẫu xe dòng xe K165 đã 2017 cũng được nhé. Đấy. Ok, thì hiện tại em đang chia sẻ cho cái mẫu xe IZ65 đời 2018 này. Em đang chia sẻ với cái mức giá là 275 triệu đồng nhá. Máy điện, thùng dài đầu lòng là 4m35. 275 triệu đồng cho mẫu xe IZ65 đời 2018 này nhá. IZ65 đời 2018. 275 triệu đồng. Đấy. Hiện tại thì đây, đây là một cái cũng là một cái mẫu xe máy điện ở đây. Đây là một cái mẫu xe Olin 700 đời 2021. Đấy, đây một mẫu xe cũng tương đối là chất lượng đây. Đăng kiểm dài, đăng kiểm tới tháng 3 năm 2024 nhá, đăng kiểm tới tháng 3 năm 2024. Và hiện tại cái mẫu xe này em đang báo giá với cái mức giá là 360 triệu, mức giá vẫn còn thương lượng nhá. Mức giá vẫn còn thương lượng, giảm sâu. Anh em mà xem được cái livestream này thì em sẽ để cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay với cái mức giá dành cho cái mẫu xe Olin 700 đời 2021 này với cái mức giá là 355 triệu đồng nhá. Em sẽ để cái mức giá đây, 21 biển 88 với cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay là 355 triệu đồng nhá, 355 triệu đồng và em đã bình luận luôn cái mức giá ở cái phần livestream ngày hôm nay rồi. Đấy. Nếu như mà anh Dương bảo anh đang cần thùng kín thì anh có thể cân đối về mẫu xe này, để em đợi em một phút thôi, em sẽ chia sẻ cho anh luôn về những cái mẫu xe này cho anh tham khảo nhá. Ok, em xin được báo giá lại cái mẫu xe này, 88H00265. Đây là một cái mẫu xe Olin 700, tải trọng là 3 tấn 49, thùng dài lọt lòng là 4m35. Và hiện tại cái mức giá em đang chia sẻ cho cái mẫu xe này trong cái livestream ngày hôm nay với cái mức giá là 355 triệu đồng nhá. 355 triệu đồng. Anh chị em mà đang theo dõi ở livestream ở bất kỳ kênh truyền thông nào thì có thể kết nối với em nhá. Kết nối với em qua số hotline 0975 180 77 và 0981 188 765. Và ngoài ra trên các kênh fanpage Facebook Xế Đẹp 88, Trọng Xế Đẹp và kênh YouTube Xế Đẹp 88 các bác nhá. Đó. Cùng đến với câu hỏi về những cái mẫu xe thùng kín thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái sự lựa chọn dành cho những xe đời cao như sau. Trước mắt cô chú anh chị em là hai mẫu xe thùng kín, hai dòng khác nhau, đó chính là mẫu xe đều là dòng nâng tải nhá. Đều là những cái mẫu xe dòng xe nâng tải. Đó là những cái mẫu xe dòng xe Kia K190 đời 2015. Đây, Kia K190 đời 2015 và cái mẫu xe bên cạnh đó chính là mẫu xe dòng xe Kia K165. Tải trọng là 2 tấn 4, thùng dài lọt lòng là 3m rưỡi, thùng kín, xe đẹp, sẵn dùng các bác nhá. Đó. Trước tiên thì về một cái mẫu xe thùng kín tải 1 tấn 9 tại 2015 thì đây, Kia K190 tải 1 tấn 9, thùng dài lọt lòng là 3m25 nhá, 3m25 lọt lòng. Chiếc xe này thì thùng kín rồi. Đấy, sàn thì vẫn có trang bị cả cửa lách. Đây, chiếc xe này có cửa lách nhá. Và mức giá chỉ hơn 200 một chút thôi, và cụ thể cái mức giá em đang chia sẻ ở đây 230 triệu đồng cho mẫu xe thùng kín Kia K190. Hồ sơ cầm tay rồi nhá, hồ sơ cầm tay rồi. Về chỉ việc ra tên thôi nhá, về chỉ việc ra tên thôi. Đấy. Và ra tên chính chủ luôn. Đấy, xe đảm bảo chất lượng cho cô chú anh chị em. Em sẽ bình luận cái mức giá đấy nhá. Đó chính là mẫu xe Kia K190 thùng kín là 2015. Thùng kín. Em đang báo cái mức giá ở đây là 230 triệu. Mức giá là 230 triệu đồng cho mẫu xe thùng kín Kia K190 đời 2015, tải trọng là 1 tấn 9. Chúng ta sẽ cùng lướt qua về phần nội thất của chiếc xe này. Anh chị em mà đang theo dõi livestream gọi điện cho em sẽ được cái mức giá ưu đãi hơn nữa nhé. Đó. Kia K190 đời 2015 thùng kín. Em đang chia sẻ và báo giá với cái mức giá là 230 triệu. Đăng kiểm từ tháng 7 năm 2023 các bác nhé. Đấy, tháng 7 năm 2023. Em chào anh Phạm Hào nhé, có con Hyundai nào tải 7 tấn không? Hiện tại thì Hyundai tải 7 tấn thì em chưa có mẫu nào anh ạ. Hiện tại em đang chỉ có chủ đạo cái mẫu xe tầm từ 1 tấn cho tới 2 tấn, 3 tấn thôi. 3 tấn rưỡi là cao rồi nhá, tới 3 tấn rưỡi là cao rồi. Đấy, có những cái mẫu xe dòng xe Hyundai tải cao hơn thì em chưa có mẫu nào anh nhá. Hyundai thì hiện tại chỉ có một cái mẫu xe Hyundai HD65 tải 2 tấn rưỡi thôi. Có những cái Hyundai 7 tấn thì không có mẫu nào anh ạ. Đó, em chưa có mẫu nào rồi. Đó. Ok, Kia K190 đã 2015 thùng kín, tải trọng là 1 tấn 9,
thùng dài đầu lòng là 3m25. Sử dụng hệ thống treo bánh trước bằng thụt nhún càng chữ A, êm lái hơn, nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm hơn. Sàn thì vẫn là sàn nguyên bản nhé, sàn vẫn là sàn sóng nguyên bản. Toàn bộ phần thùng đẹp nhé, toàn bộ phần thùng đẹp này. Đó, và hiện tại đối với cái mẫu xe dòng xe Kia K190 đời 2015 này, tải 1.9 này em đang báo giá với cái mức giá là 230 triệu nhé, 230 triệu. Ngoài thùng kín ra thì em đang còn thêm cả những cái mẫu xe thùng bạc. Thùng bạc thì cái mức giá sẽ cao hơn nhé. Thùng bạc thì em lại có cái mức giá cao hơn, rất là cao hơn một chút. Đời 2015, đời 2015 cũng có thùng bạc, cũng có K190, cũng có thùng đời 2016, cũng có 17 cũng có nhá. Em chào anh Hoàng Hiệp nhá. Anh like các mẫu 150 triệu quay đầu về em tham khảo với. Không biết anh Hiệp anh đang muốn tìm xe mấy tấn, anh trả hàng lặng không, và cái cung đường của anh như thế nào để em có thể chọn cho anh những cái dòng xe phù hợp nhá. Em chào anh Lanh Vang, Vang Lanh có 500 new không? Hiện tại 500 new dòng xe 5 tấn máy điện em đang không có mẫu nào. Em chỉ hiện tại đang còn những cái mẫu xe 3 tấn rưỡi máy điện thôi. Cũng là thùng dài như thế nhưng tải nó sẽ thấp hơn một chút nhé. Đây. Đây quay về đây. Quay về đây là những cái mẫu xe, đây là những cái mẫu xe 3 tấn rưỡi đây. Những cái mẫu xe dòng xe 3 tấn rưỡi máy điện nhá, 3 tấn rưỡi máy điện. Thùng nó cũng dài bằng Olin 3500 lưu hết, không khác gì cả. Khác mỗi là tải nó được thấp hơn thôi nhá. Khác mỗi tải thấp hơn thôi. Tải này là 3 tấn rưỡi. 3.19 bác nào dùng bằng B2 thì vẫn chạy được, vẫn ok luôn, vẫn ok luôn, chả vấn đề gì. Đây, hiện tại đang cầm tiền nhô 300 một tí. Có những cái mẫu xe, đây là những cái mẫu xe Olin 700 tải 3.19 đời 2020. Đấy, đây là đời 2020 này, biển Hà Nội này. Em này hồ sơ cầm tay đời 2020 này, đã rút hồ sơ rồi, về ra tên chính chủ thôi, đời 2020 nhá. Đấy, em này thêm một em 3.5 đời 2019, đăng ký lần đầu năm 2021 này. Đấy, anh Hoàng Hiệp, anh đợi em một tí nhá. Em chia sẻ một loạt cái mẫu này phát em quay lại luôn. Chưa đến một phút nữa đâu nhá. Đây, bên này thì những cái mẫu xe Olin 700 đời 2020 đây. Đây, Olin 700 đời 2020 này. Em này thì là Olin 700 đời 2022 này. Đây, cũng tải là 3.49 nhá. Cũng tải 3.49, thùng dài đầu lòng là 4m35. Đấy, và em này cũng thế, em này là Olin 700 đời 2021 này. Tất cả những cái mẫu xe này đều để những cái mức giá rất là tốt nhá. Mức giá cực kỳ tốt luôn, cực kỳ ưu đãi luôn. Bớt sâu cho anh em nào mà thiện chí nhá, và gọi điện trực tiếp cho em. Ok, cùng quay trở lại với câu hỏi của anh Hoàng Hiệp về những cái mẫu xe trên 1 tấn tầm tiền 150 triệu. Thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn như sau. 150 triệu quay đầu. Chia sẻ sau nhá, chia sẻ cái con này trước. Đây, Olin 2.49 bao tiền? Olin 2.49 là... Ok, đợi một tí để em chia sẻ cho anh Hoàng Hiệp, xong em chia sẻ cho anh nhá. Và anh Trịnh Hiền ơi, ở trong cái... anh vào trực tiếp cái fanpage Facebook Trọng Xe Đẹp này thì em đã có một cái video chia sẻ và báo giá những cái mẫu xe tầm tiền 2 tấn rưỡi cho tới 3 tấn rưỡi máy điện nhá. Máy điện anh có thể theo dõi lại ở trên cái fanpage này cho em. Em đã có video chia sẻ rồi đó. Đó. Ok, cùng quay trở lại với câu hỏi của anh Hoàng Hiệp về những cái mẫu xe tải tầm 1 tấn chạy hàng nhẹ. Thì đây, 98C03157. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2009 nhá, đời 2009. Tải của em này là 1 tấn 25, hạ tải số còn 1 tấn nhá. 1 tấn 25, hạ tải số còn 1 tấn. Và thùng dài đầu lòng là 3m15. Hệ thống treo bánh trước bằng thụt nhún nhá. Nếu mà anh chở hàng quá tải khoảng tầm 2 tấn quay đầu thì đây là một sự lựa chọn đáng để anh quan tâm nhá. Đi lại êm ái hơn này, tiết kiệm hơn này. Đấy, đi êm ái tiết kiệm hơn. Đó, máy móc thì chất, đảm bảo luôn. Anh em lên xem xe trực tiếp, em sẽ tư vấn kỹ càng hơn về từng mẫu này. Và hiện tại đối với cái mẫu xe K2700 đời 2009 này, em đang chia sẻ với cái mức giá, đang chia sẻ công khai với cái mức giá là 160 triệu đồng. Và hiện tại riêng cái mẫu xe K2700 đời 2009 em đang còn 3 mẫu nhá. Đang còn 3 mẫu đời 2009, riêng đời 2009 thôi. K2700 160 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng nhá. Giá vẫn còn thương lượng, anh gọi điện trực tiếp cho em sẽ có cái mức giá tốt hơn nữa nhá. Đấy, K2700 đời 2009 đây. Đây là một này. Đấy, anh có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Em một xíu nữa sau khi kết thúc livestream, em sẽ gửi cho anh hình ảnh chi tiết của từng mẫu xe và chúng ta có thể thương lượng với nhau những cái mức giá tốt hơn nữa nhá. Đây cũng vậy, đây cũng là một, đây là toàn bộ phần nội thất của cái mẫu xe K2700 đời 2009 đây. Mức giá 160 triệu đồng nhá. 160 triệu đồng cho mẫu xe Kia K2700 đời 2009 này, với tải trọng là 1 tấn 25, hạ tải xuống 1 tấn.
chở hàng khoảng tầm 2 tấn quay đầu, thoải mái luôn. Đầy đủ đồ, điều hòa, lót sàn đầy đủ nhá, đăng kiểm vẫn còn. Xe tất nhiên đăng kiểm vẫn còn rồi. Đăng kiểm còn tới tháng 10 đây. Xe cũng mới đăng kiểm thôi, nhá. K2700 đã 2009 với mức giá 160 triệu. Vẫn còn thương lượng khi trực tiếp lên xem xe nhá. Đã 2009, 160 triệu. Lên em thì em đảm bảo cho cô chú chị em sẽ lựa chọn cho cô chú anh chị em những cái mẫu xe cam kết không đụng va chạm là một, pháp lý đảm bảo là hai, để cô chú anh chị em yên tâm về sử dụng nhé. Đó, tiếp tới đến mà đời 2009 cũng tầm tiền khoảng tầm 160 quay đầu thì đây. Đây chính là cái mẫu xe em đang muốn nói đến đây. Đây là một cái mẫu xe biển số 88K2723 nhé. Đây cũng là một cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2009 cùng mức giá là 160 triệu nhé. Cùng cái mức giá là 160 triệu đồng cho mẫu xe này. Đó. Ok, cùng cái mức giá là 160 triệu đồng cho mẫu xe này nhá. Đấy, 160 triệu. Anh chị em mà đang quan tâm thì kết nối luôn. Đây, xin chào anh Quang Minh có Kia K165 đời 2015 không em? Có anh ơi, hiện tại K165 đời 2015 anh đang có một vài mẫu, đang có rất là nhiều luôn. Khoảng tầm 3 mẫu, 2 đến 3 mẫu K165 đời 2015. Đợi em chia sẻ xong loạt này em sẽ chia sẻ tới những mẫu xe đấy nhá. Đây. 160 triệu đồng cho mẫu xe biển số 88K2723 Kia K2700 đời 2009 nhá, đời 2009. Đấy, đây là một mẫu này. Vào đây nữa, trong này vẫn còn rất là nhiều. Mẫu này cũng em không nhầm thì cũng là một cái mẫu xe K2700 đời 2009 nữa. Đây cũng là một cái mẫu xe K2700 đời 2009 nữa các bác nhá. Biển số Hưng Yên 89K9715. Xe tất cả thì cái mắt kính này, cái mắt kính vẫn còn nguyên này. Đó. Cảm ơn nhá. Xe đẹp quá bác ơi. Chúc bác buồn mẹ bảo đó. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Chúc mọi người có một bữa trưa ngon miệng nhá. Chúc mọi người có một bữa trưa và một buổi ngày cuối tuần ngon miệng cùng gia đình. 89K9715, đây cũng là một cái mẫu xe K2700 đời 2009 nhá. Đây cũng là một mẫu xe K2700 đời 2009 cùng mức giá là 160 triệu đồng vẫn còn thương lượng nhá. Cùng mức giá là 160 triệu đồng vẫn còn thương lượng. Cô chú anh chị em mà đang quan tâm thì hãy kết nối với em và hình ảnh chi tiết của từng mẫu xe này em đã có đầy đủ nhá. Anh chị em mà đang tham khảo về những cái mẫu xe này và đang quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy kết nối với em. Chất lượng đảm bảo luôn nhá. Mức giá thì chúng ta vẫn còn có thể lên xuống, còn có thể thương lượng nhá. Đó. Ok. Kia K2700 đời 2009, tải trọng là 1 tấn 25 hạ tải xuống còn 1 tấn. Đầy đủ điều hòa, lót sàn, cam kết xe không đâm va. Với mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá là 160 triệu. Em xin chào anh Hồ Quang Hiếu nhá, có K3000 khởi nghiệp 80 củ không anh? Xe khởi nghiệp em có đấy, đợi em một tí, nếu mà tầm 80 triệu thì chưa còn nhưng mà lên một chút nhá. Cố lên một chút thì em sẽ cố gắng lựa chọn cho anh một cái mẫu xe nó chất lượng hơn. Chứ còn tầm tiền 80 triệu thực ra là cái đối với cái dòng K3000 tầm tiền đấy thì xe quá cũ rồi. Nó cũng gần như là sắp hết niên hạn rồi, đấy sắp hết niên hạn rồi. Nhưng mà để mà mua tầm đấy về thì mình cũng không được sử dụng được thời gian nhiều. Mà cái chi phí sửa chữa nó cũng khá là cao. Nào, cố lên một chút nữa nhé, khoảng tầm nhô trăm một tí thì anh em có thể là cân đối được. Thế mình cái mẫu xe chất lượng hơn. Ok, K2700 đời 2009 biển 89K9715. Em đang chia sẻ với cái mẫu xe này. Với cái mức giá là 160 triệu nhá. 160 triệu đồng cho mẫu xe K2700 đời 2009 này. Đấy. Ngoài ra vào bên đây thì còn thêm những cái mẫu xe K2700 đời 2008 tầm tiền 150 triệu. Biển 30L đây chỉ là một cái mẫu xe Kia K2700 đời 2008 nhá. Sơn ba đợt sốc vẫn còn zin nhá. Một số phần thành thùng thì có bắn tiểu qua một chút, đang kiểm dài. Hiện tại đối với cái mẫu xe này thì em đang báo giá với cái mức giá là 155 triệu đồng rồi. Thực ra chiếc xe này nhập thời điểm giá cao thì em cũng phải chấp nhận thôi để cái mức giá. Vâng, đấy anh Hoàng Hiệp, anh xem nếu mà cân đối con đấy thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua cho nhé. Đấy, có 30L này thì nhập giá rất là cao rồi. Nói chung là bán để cái giá gọi là gần như là cắt lỗ thôi. 155 triệu đồng nhé, 155 triệu đồng, đảm bảo với chất lượng nhé. Cam kết với chất lượng cho anh. Thứ nhất là xe không đâm va, pháp lý đảm bảo.
xe sẵn dùng. Đấy. Mấy cái mẫu xe K 2700 này thì chạy khoảng tầm 8-7-8 lít dầu, nhiều thì 9 lít. Đi đường bằng ô quá là ok, êm ái nhẹ nhàng, khởi nghiệp những cái mẫu xe này rất là hợp lý nhá. Khởi nghiệp rất hợp lý luôn. Đấy. Anh Hiệp, nếu như anh đang quan tâm kỹ lưỡng hơn về cái mẫu xe này thì em sẽ chia sẻ kỹ hơn về toàn bộ phần thùng sàn, máy móc của mẹ nhá. Và em đã có hình ảnh rất chi tiết rồi. Anh nhắn tin trực tiếp cho em nhá. Đấy. 155 triệu đồng cho mẫu xe này. Bác nào mà quan tâm lên anh em lọc lá thêm một tí nữa nhá. Lọc lá thêm một tí nữa. Cùng đời 2008 thì em sẽ có những cái mức giá cùng đời K2700 đời 2008, em có những cái mẫu xe với cái mức giá nó hợp lý hơn, nó mềm hơn nữa nhá, nó mềm hơn nữa luôn. Thế là anh chị em mà đang đắn đo quá về mức giá, chúng ta có thể tham khảo thêm một vài mẫu xe. Cùng đời 2008 em đang còn khoảng tầm 2 đến 3 mẫu, còn riêng đời 2009 đang khoảng tầm 4 mẫu nhá. Đời 2009 đang còn 4 mẫu xe. Đấy. Đây, chia sẻ lại kỹ càng hơn cho anh Hiệp nhá. Thì đây, chiếc xe này thì ngó qua về phần sàn đây. Đây toàn bộ phần sàn sóng đây. Sàn sóng đa số những cái mẫu xe bên em tuyển rất là kỹ. Thứ nhất là sàn sóng nó không mục mọt, nó phẳng, nó vuông vắn, nó phẳng phiu. Đây. Đấy. K 2700 đời 2009 sàn còn đẹp như này cơ mà. Đây. Đây sàn nguyên bản của nó nhưng mà nó không có một cong võng ở tí nào luôn. Không một chút cong võng nào. Đấy, không cong võng gì cả nhá. Đó. Toàn bộ phần điện đóm, đèn còi xi nhan thì đảm bảo luôn. Cái đấy thì cam kết rồi. Điều hòa cam kết mát nhá. Đây, đây toàn bộ phần cánh thùng sau đây. Đấy, đây là toàn bộ phần cánh thùng sau của mẫu xe này. Đây. Ây à, sàn nó lốp rồi. Đây, sàn thì đây. Toàn bộ phần sàn nó lốp rồi nhá. Sàn đã lốp rồi. Vuông vắn, vuông thành sắc cạnh, toàn bộ phần khung thành thùng cũng như là phần thành thùng nó còn đều đẹp nhá. Toàn bộ nó đều đẹp này. Đấy. Nó không bị thủng, không bị mọt. Những cái đời 2009 thì toàn bộ phần khung thành thùng nó là tự đóng chứ nó không phải là thành thùng nhà máy như bây giờ. Đấy. Nó không phải thùng nhà máy như bây giờ. Thế nên là nó cảm giác với em, đối với em thì phần khung thùng nó chắc chắn hơn. Nó dày dạn hơn. Đấy. Nó chắc chắn nó dày dạn hơn. Nếu như mà anh mua con này về thì cùng biển tỉnh luôn. Xe chất lượng, xe đảm bảo luôn cho anh nhá. Cùng biển tỉnh luôn, về gọi là cứ thế mà tiến hành và khởi nghiệp thôi. Anh lên xem xe trực tiếp, anh em mình bàn thêm giá tốt hơn nhá. Đó, ok. Về đâm va, kiểm tra đâm va sẽ cam kết luôn tất cả những cái mã kính này nhá. Tất cả những cái mã kính đời 2009 còn nguyên này. Đây, đời 2009 còn nguyên. Đấy. Toàn bộ phần mép cột này còn nguyên này. Đây. Đây, kính đời 2009 mà những cái mã kính còn nguyên. Có nhiều chiếc xe đối, nhiều chiếc xe đời 2017 ấy nhá. Đấy, chứ mình 2017 như dòng xe K190, K165. Đi cao tốc đá nó văng vào mất kính. Thay kính chuyện bình thường, nhưng đối với em này thì mã kính vẫn nguyên hết nhá. Vẫn còn nguyên vẹn, xe cam kết không đâm va. Đấy, nếu bạn đang quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể kết nối với em nhá. Đấy. 160 triệu đồng cho mẫu xe này, hiện tại còn đang còn 4 mẫu cho anh tham khảo, mức giá vẫn còn thương lượng nhá. Ok. Tiếp theo là câu hỏi giải quá đây. Có con nào bé máy xăng không? Có anh ơi, xin chào anh Hoàng Tây Tạng nhá. Có con máy xăng thì có một số em như này. Oh. Tiếng rồi. Tải trọng của mẫu xe này là 650 cân. Em này giờ để giá dưới 100 nhá. Cụ thể em để cái mức giá là 90 mấy triệu nhỉ. Tôi để mức giá là 95 triệu đi nhá. 95 triệu đồng cho mẫu xe này. Tất nhiên là chỉ riêng cho mẫu xe này thôi nhá. Thời điểm này là khoái khoái thì để cái giá hợp lý. 95 triệu đồng cho mẫu xe Taco Towner 750, tải trọng là 650 kg. Máy xăng, sử dụng hệ thống vô lăng trợ lực bằng cơm nhé. Sử dụng hệ thống vô lăng trợ lực bằng cơm. Con này bé bé thì cần gì phải trợ lực. Đầy đủ quạt gió rồi này. Ai em này có cả điều hòa nhé. Có cả điều hòa nhá. Có cả điều hòa. Lên xuống kính thì cũng bằng cơm luôn. Lên xuống kính cũng bằng cơm luôn. Đây. Đấy, quay tay. Tích cực quay tay thì vận may sẽ đến nhá. Tích cực quay tay vận may sẽ đến. Dành cho mẫu xe này chỉ 95 triệu đồng cho mẫu xe Taco Towner 750A đời 2016, tải trọng là 650 kg nhá. Tải trọng là 650 kg. Đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2024. Đây, đăng kiểm còn rất là dài. Đăng kiểm 1 năm 1 lần luôn nhá.
đăng kiểm 1 năm một lần. Trong livestream này em sẽ để cái mức giá ưu đãi với mức giá là 95 triệu đồng. Em sẽ bình luận luôn đây nhá. Đây sẽ em sẽ nhấn những cái mức giá ưu đãi trong cái livestream ở đây. Thao Nư 750 A2016. Đây là biển 38 với cái mức giá là 95 triệu đồng nhá. Với cái mức giá là 95 triệu đồng cho mẫu xe này. Taco Towner 750 đời 2016, tải trọng là 650 cân nhá. Để mức giá là 95 triệu đồng. Gọi cho em được thêm cái mức giá hợp lý hơn nhá. Được cái mức giá hợp lý hơn nhá. Đó, ok. Tiếp tới thì sẽ là đây, trong những cái mẫu xe bắt dưới này chia sẻ rất là nhiều rồi. Trong này chúng ta có thêm những cái mẫu xe tải K2700 đời 2012 này. Kia K140 với mẫu xe tải trọng là 1 tấn 4 đủ, thùng dài lọt lòng là 3,5 m. Nó cũng không khác gì quá là nhiều, nó chỉ khác mỗi tải thôi và đời thôi. Thùng dài, máy móc gầm bệ Isuzu đối giống với những cái mẫu xe dòng K165 nhé. Máy móc gầm bệ thùng dài giống y K165 đời 2015 Isuzu luôn, khác mỗi tải. Em này tải của nó là 1 tấn 4, còn em K165 thì tải là 2 tấn 4. Đấy, ổ chất đấy. Đấy, vừa đấy có anh Quang Minh hỏi về những cái mẫu xe dòng xe K165 thì em lại quên không trả lời. Tôi xin phép xin lỗi anh nhé. Bây giờ em sẽ lại quay lại về những cái mẫu xe dòng xe K165 đời 2015, 16 và 17. Về những cái mẫu xe đời 2015 thì em đang còn một số những mẫu xe như sau. Biển số Thủ đô Hà Nội 29C XXX. Dạ không nhớ biển lắm. Đây, ra phía ngoài đây nhé. Trước tiên là một mẫu xe biển số Vĩnh Phúc này, 88C06834 nhá. 88C06834, đây là một cái mẫu xe dòng xe Kia K165 đời 2015. Đấy, đời 2015. Và hiện tại đối với cái mẫu xe K165 đời 2015 này thì em đang báo giá và chia sẻ với cái mức giá là 288 triệu. Em chào anh Ngọc Vinh nhá, có Olin 2017 không? Olin 5 tấn đời 2017 lại không? Hiện tại thì 500B thì em đang chỉ còn những cái mẫu xe đời 2015 với cả 2016 thôi anh ạ. Đợi em chia sẻ hai mẫu đời 2015 này xong, K165 này xong, em sẽ quay ra chia sẻ cho anh những cái mẫu xe Olin 500B đời 2016, 15, 16 cho anh tham khảo nhá. Đó. Đây, 88C06834 Kia K165 đời 2015. Tải trọng của em này là 2,4 tấn. Hiện tại thì em đang chia sẻ với cái mức giá là 288 triệu đồng các bác nhá. 288 triệu đồng cho cái mẫu xe Kia K165 đời 2015, tải trọng 2,4 tấn. Đấy, em này là một này. Ngoài này có thêm một em nữa đây. Ngoài này có thêm một em biển Hà Nội đây, 29C59561. 288 triệu đồng cho mẫu xe dòng xe Kia K165 đời 2015 nhá. Đây, Kia K165 đời 2015, tải trọng là 2,4 tấn, đầy đủ đồ, điều hòa, lót sàn đầy đủ, đăng kiểm tới tháng 8 năm 2023 nhá. Đăng kiểm tới tháng 8 năm 2023. Kia K165 tải trọng 2,4 tấn. Đó. Đây, và đây là một chút cái thông tin về phần nội thất của chiếc xe này. Cô chú anh chị em cam kết là xe không đụng va chạm gì cả nhé. Không đụng va chạm gì cả, anh em lên xem xe trực tiếp với em nhá. Anh em lên xem xe trực tiếp với em. Em sẽ tư vấn và lưu chú anh chị em những cái mẫu xe chất lượng nhất với cái mức giá tốt nhất nhá. Đó, Kia K165 đời 2015, tải trọng là 2,4 tấn, mức giá là 288 triệu nhá. 288 triệu đồng cho mẫu xe này. Tất nhiên anh em lên xem xe tất nhiên phải có bớt chứ. Có thương lượng cho anh chị em luôn. Anh em mới xem xe là anh em ưu đãi phải có bớt luôn nhá. 288 triệu đồng cho mẫu xe Kia K165 đời 2015. Điều hòa, lót sàn đầy đủ, xe cam kết không đâm va, máy móc nguyên bản nhá. Đó, ok. Về những cái mẫu xe 5 tấn thì em chỉ còn những cái mẫu xe đời 2015 và 16 thôi. 29C53261 Odin 500B đời 2015 với mức giá là 240 triệu đồng nhá. 240 triệu đồng cho mẫu xe này đời 2015, tải 5 tấn, thùng dài là 4,25 m. Mức giá vẫn còn thương lượng. Và mức giá, tất nhiên mức giá vẫn còn thương lượng cho cô chú em khi mà trực tiếp kết nối với em nhé. 240
40 triệu đồng cho mẫu xe này. Đăng kiểm còn tới tháng 7 năm 2023. Đầy đủ điều hòa, lót sàn, máy móc cực kỳ chất, xe không đâm va nhá. 240 triệu đồng cho mẫu xe Olin 500B đời 2015. Mức giá vẫn còn giảm sâu khi trực tiếp lên xem xe. Lên xem xe gặp trực tiếp em Trọng để có thể thương lượng mặc cả với cái mức giá tốt nhất nhá. 500B đời 2015. Đối với đời 2015 thì lên xuống kính vẫn là quay tay thôi nhá. Lên xuống kính vẫn là quay tay thôi. Và những cái mẫu xe đời 2017 thì lên xuống kính mới là chỉnh điện nhá. Đây. Và đây là toàn bộ phần nội thất của nó đây. Đấy. Olin 500B đời 2015, tải trọng là 5 tấn, thùng dài là 4m25. Mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này 240 triệu đồng nhá. 240 triệu đồng cho mẫu xe Olin 500B đời 2015. Đó. Nói về đời 2016 thì chúng ta có thêm sự lựa chọn như sau. Đó chính là mẫu xe biển số 36H04157 đây. 36H04157, đây là một cái mẫu xe Olin 500B đời 2016 đến từ Thanh Hóa. Cũng đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi, cũng ghế bọc da. Hiện tại cái mẫu xe này em đang chia sẻ với cái mức giá là 255 triệu đồng các bác nhé. 255 triệu đồng cho mẫu xe dòng xe Taco Olin 500B đời 2016, biển số 36H04157 nhé. 36H04157 này. Ok, thì cũng đến một tiếng rồi, cái chương trình livestream của chúng ta cũng đã tiến hành được đúng một tiếng rồi nhá, đúng một tiếng rồi. Thì bây giờ thì xin phép được tạm dừng. Ok anh Vinh nhá, anh Vinh ơi, anh để lại cho em xin số điện thoại nhá, anh Ngọc Vinh nhá. Đấy, anh Ngọc Vinh, anh để lại cho em xin số điện thoại để em có thể tư vấn nó kỹ càng hơn nhá, và cái mức giá tốt hơn nữa cho anh nhá. Anh xin để lại cho em số điện thoại. Hoặc là anh có thể trực tiếp qua điện qua các số hotline là 0975 180 777 và 0981 188 765 nhé. Đấy, gọi qua số hotline em ghi trên màn hình hộ em. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nào xuống xem gọi trước cho em nhé, anh Vinh nhé. Đó. À, ok, thì bây giờ xin được chốt giá, chốt livestream lại ở cái video ở chiếc xe này. Olin 500B đời 2016, tải trọng 5 tấn, thùng dài lọt lòng 4m25. Đăng kiểm vẫn một năm một lần và đăng kiểm còn mới tới tháng 3 năm 2024 nhá. Đăng kiểm tới tháng 3 năm 2024. Hiện tại mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này là 255 triệu đồng các bác nhá. 255 triệu đồng và mức giá vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng khi trực tiếp lên xem xe. Địa chỉ em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc livestream này ở đây. Vừa rồi là một cái video, một livestream chia sẻ rất là kỹ và chi tiết về từng mẫu xe, từng tầm giá khác nhau. Anh chị em mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì vui lòng kết nối trực tiếp cho em Trọng qua số hotline là 0975 180 777 và 0981 188 765. Em là Trọng, em địa chỉ ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn, và đang có rất nhiều mẫu xe chờ đợi anh chị em với mức giá ưu đãi. Hẹn gặp lại ở video lần sau. Xin chào.